Kính thưa quý vị, đây là chương trình hội luận y tế của Tổ ấm Family Choice Health Network. Tổ ấm Family Choice Health Network là một tổ ấm y tế Việt Nam mạnh nhất, lớn nhất và vững bền nhất trong quận Cam. Hiện nay đang ủng hộ hơn 65 thành viên qua những bảo hiểm như là Cal Optima Medical, OneCare Connect, Blue Shield, United Healthcare và Medicare Advantage Program giống như là Brand New Day và Central Health. Và có một chương trình mới bắt đầu từ 2018 gọi là ACO qua liên bang với Medicare cho mấy người đi tự do. Nếu quý vị muốn học hỏi thêm, xin quý vị lên mạng lưới familychoice.com. Bữa nay, một lần nữa tôi rất là vui có bác sĩ Nguyễn Phúc là trên ban điều hành của Tổ ấm Family Choice Health Network. Xin kính chào bác sĩ Phúc. Xin chào bác sĩ Dylan. Một lần nữa, tôi muốn chúc quý vị một năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, mọi chuyện như ý ha. Mình sẽ nói chuyện thêm về cái hội chợ Tết ở Mount Square Park. Thì xin ban điều hành cho cái photo number one ha. Thì bác sĩ Phúc đồng ý với tôi đó, cái người mà ủng hộ, cái người mà có cái vision tặng đứng ra hy sinh làm cái chuyện này đó là Supervisor Andrew Doe. Vâng. Cái chương trình này, cái hội chợ Tết này là cũng nhờ cái spearhead bởi bác Supervisor Andrew Doe. Ông bỏ rất là nhiều thời giờ và công lực để mà tạo một cái hội Tết free cho cộng đồng Việt Nam mình. Rồi cũng ông hồi xưa ông có một cái nhà hát bây giờ đó, cái gọi là Freedom Hall ở đó đó. Yeah. cũng nhờ ông cổ động county để mà chi phí để mà xây một cái như là cái nhà Freedom Hall như vậy để mà mưa cộng đồng, gió mình có thể vô trong đó cộng đồng đến là muốn ca hát hay là làm sinh hoạt ở đó. Yeah. Thì cái đó cũng rất là một cái kỳ công rồi. Dạ, yeah. Tí nữa mình sẽ show mấy cái hình sau, nhưng mà tiếp tục nói về cho cái hình của Supervisor Andrew Doe trở lại. Tôi muốn nói một tí thêm về Andrew Doe. Là thì, giống như là bác sĩ Phúc nói đó, là cái Freedom Hall nó rất là quan trọng. Là tại đó, cái đó phải rất là nhiều tiền, nhiều công bỏ vô đặng xin tiền từ tiểu bang, từ county, nó mới build được cái đó mà. Và thành ra tôi muốn cảm ơn Supervisor Andrew Doe đã có cái vision và có cái idea và có cái hard work, làm công rất là cực mà có cái tế nhị mà suy nghĩ tới được cái này đó, thì tôi rất là phục Supervisor Andrew Doe. Ok, cho cái slide number 2 ha. Thì thật ra cái Tết Festival này nó successful là tại có mấy người khác cũng ủng hộ ha. Vâng. Mình bỏ công mình làm nhưng mà không có được cái sự mà có thể gọi là ủng hộ tinh thần đó, thì cũng nhiều khi mình làm cũng không thấy buồn tí. Nhưng mà cái này được những cái giám sát viên là supervisor của Orange County có ghé qua để mà say hello, thì trong cái hình thấy như là bà Michelle Steele, bà Lisa Bartlett và dân biểu Tyler Điệp cũng ghé qua để mà chia vui. Vâng. Nhưng mà trở lại cái hình này đó, hồi nãy tôi quên nói Andrew Doe là cái người chính, nhưng mà thật ra Supervisor Michelle Steele cũng làm việc rất là closely with Andrew Doe. Thật ra nói thật đó là Andrew Doe và Supervisor Michelle Steele together, hai người này làm việc cùng một lúc đó mới tạo ra cái này. Thành ra cái credit mà mình phải cho đó là cho Andrew Doe và Michelle Steele. Yeah. Ok, cho cái next slide ha. Thành ra bây giờ mình trở lại cái, thật ra hồi nãy mình có nói đó là Michelle Steele và Andrew Doe, nhưng mà tôi nghĩ cái phần thứ ba đó mà ủng hộ mà giúp cái hội chợ này đó là Tổ ấm Family Choice, phải không? Vâng. Yeah. Thì mình làm tổ hợp, mình sponsor cho cái hội chợ Tết rất này nhiều. Vâng. Mình sponsor rất nhiều. Yeah. Mà mình cũng ủng hộ rất nhiều, mà mình cũng giúp rất nhiều, là mình cái liều của mình rất là bự.
mình có cái liều của mình hồi nãy đó, mình có cho quà ha, là mình spin cái wheel đó, mình cho quà, mình cho roughly gần 600 quà ra cái đó. Xong rồi mình có cái liều này đó thì quý vị nhớ đó là đó, hồi nãy cái đó là cái đó mình spin cái wheel đó, mình cho quà ha. Xong rồi cái next slide đó là mình cho mấy cái người mà có trong cái chương trình One Care đó, thì mình có thể cho cái coupon này tặng lấy đi đi mua đồ ăn từ mấy cái vendors xung quanh đó ha. Vâng. Thành ra đó một chuyện rất là tốt. Rồi còn cái vấn đề mà có hình nào thì muốn lên nữa phải không? Dạ, đấy, cũng, dạ thành ra bây giờ mình tới cái phần mà vui cho cái thành ra cái Tết Festival này nó có rất nhiều trò vui, nó có múa lân, đó có múa lân, xong rồi nó có mấy cái hình này rất là quan trọng đó, là tại mình nghĩ đó là mình cũng phải nhớ về cái history của Việt Nam của mình ha, thành ra cái tượng Trần Hưng Đạo của Trần Hưng Đạo rất là quan trọng, thành ra tôi thấy đó là trong cái organization này, cái Tết này đó, một cái mà tôi rất là thấy mà quan trọng đó là mình nhớ về cái lịch sử của mình là Trần Hưng Đạo ha. Vâng, mà cũng thật đấy, nếu mà giữa một cái park mà Mao Square lớn của Mỹ ngày xưa này mà tự nhiên thấy cái tượng hình Trần Hưng Đạo đó cũng hay, là cũng nhờ cái sự mà hợp tác phối hợp của cộng đồng của mình. Vậy, và những người Andrew Đỗ, vâng, những người mà politician mà trẻ từ lên người Việt Nam, thì có như vậy thì người ta mới có đủ mà quyền lực để mà họ xin cho county hay là xây được cái này. Vâng, để xây được cái tượng này để mà cho cộng đồng mình đến chia sẻ với nhau. Ok, cái slide này đó thì tới cái phần vui là hồi nãy bác sĩ Phúc nói đó là Andrew Đỗ có giúp tặng làm được cái giống như là nó gọi là cái nhà Freedom Hall đó phải không? Dạ, Freedom Hall đó, cái trung tâm mà mấy cái hình này đó là trở lại cái hình của đó cái hình này, để cái hình này đấy ha. Cái này là trong Freedom Hall, cái được, Freedom Hall này nó rất là lớn. Qua during the year đó mình có thể mướn mấy cái người có thể mướn đặng tổ chức, nhưng mà cái này đó, cái hình này rất là vui là tại tôi biết đó là supervisor Andrew Đỗ chơi đàn guitar rất là hay, mà he có cái ban nhạc riêng của him nữa, thành ra cái bữa đó he lên he hát rất là nhiều bài rất là hay, đàn rất là kung fu, rất là chính xác, tôi nghe rất là hay, thành ra tôi cũng rất là phục Andrew Đỗ có cái ban nhạc này tặng giúp vui cho cái bữa đó ha. Xong rồi cái này là hình của bác sĩ Toản là giám đốc của tổ ấm Family Choice, thì bác sĩ Toản cũng hát hai ba cái song tặng chia vui ha. Ok, and then cái hình này là như là em bé con của một bác sĩ trong về cái này là cái này là cô Hayley. Cô Hayley là con của bác sĩ David Đặng, hát bài How Far I'll Go, hát rất là hay. Còn cái này là slide của bác sĩ Bùi Thế Chung đúng không? Bùi Thế Chung, toàn là ca sĩ không ha? Toàn là ca sĩ. Vừa bác sĩ vừa ca sĩ cũng hay quá. Again, cái này là bác sĩ James Thảo Trần, neurologist, thổi kèn mà hát rất là hay. And then cái này là bác sĩ Vũ Bân cũng là trong ban điều hành của tổ ấm Family Choice. Cái này một lần nữa là bác sĩ James Thảo Trần thổi kèn ha. And then cái này là tất cả mấy cái người mà chia vui. Thành ra tôi thấy đó là cái Tết Festival năm nay đó nó rất là successful, là tại có cái phần mà mình làm thử máu, thử đường, xong rồi có một cái phần vui chia sẻ nữa phải không? Thì một phần là mình lo về sức khỏe, rồi
về cơ thể, còn cái phần mà về trong Freedom Hall ca hát là chia vui ha, là sức khỏe về tinh thần, là ca hát để cho bệnh nhân được nghe. Bác sĩ Phúc nói hay quá. Là cái một cái là mình chia sẻ cái mình cái mental health ha, là còn cái kia là physical health ha. Bác sĩ Phúc nói hay quá. Cảm ơn bác sĩ Phúc. Cảm ơn bác sĩ Phúc. Cảm ơn quý vị.